Hello, xin chào mọi người. Rất vui lại gặp người ở video tiếp theo. Đây là ngày 30 tháng 5 2021. Thì mình lại giới thiệu với mọi người một video mới. Những sản phẩm mà mình mới về được trong buổi sáng hôm nay mọi người nhé. Đi chơi hàng thì nằm tại số nhà 133 Lương Nghị Vinh, Trung Văn, Hà Nội. Còn mình dùng hai số điện thoại ở trên màn hình. Đó chính là 0358 479029 và Zalo là 0979 622 994 mọi người nhé. Mình có ship hàng toàn quốc cho người ở xa, nên là mọi người ở xa thì cứ liên hệ mình để đặt hàng, cũng như là để biết thêm chi tiết mặt hàng mà mình đang có mọi người nhé. Ok, bây giờ thì mình sẽ giới thiệu luôn những chiếc thoại mà mình có trong video này. Ok, thì mình xin bỏ đây, mình sẽ giới thiệu từng chiếc một mọi người nhé. Đầu tiên thì mình muốn giới thiệu cho mọi người là hai chiếc Samsung A7 2018. A7 2018 thì hôm nay mình về được hai chiếc bản công ty hai sim. Đó là một chiếc màu đen và một chiếc màu xanh. Để mình nói qua về cái hình thức của hai chiếc này mọi người nhé. Hai chiếc này thì hình thức nó đồng đều nhau, nó cũng đẹp được khoảng 97-98%. Đây mọi người nhìn viền nhé, viền đang còn rất là bóng và đẹp này. Bọn này thì có cả vân tay ở đằng cạnh sườn này luôn nhé. Đó, vân tay cạnh này. Cấu hình của bọn này là RAM 4 này, bộ nhớ là 64GB, màn hình là màn hình Super AMOLED, màn hình đẹp luôn mọi người nhé, không ám ố một chút nào cả, và màn hình đẹp này, hầu như là chưa có vết xước nào ở trên kính luôn. Đây là mình chưa dán cường lực, có đâu là sản phẩm mình bán ra mình tặng mọi người cường lực này, bảo hành 3 tháng, tặng sạc cáp mọi người nhé, lối 1 đối 1 luôn. A7 28 RAM 4 bộ 64 2 sim 2 sóng, cam sau là 3 mắt này, vân tay ở cạnh sườn mọi người nhé. Đấy, chụp thử mọi người cam trước cam sau ok luôn này. Mình có hai màu đen và màu xanh mọi người nhé. Mình bán đồng giá là 2,1 triệu một chiếc thôi. Máy bảo hành 3 tháng, lối 1 đổi 1, sạc cáp zin đầy đủ hết cho mọi người yên tâm sử dụng nhá. Rồi tiếp theo đi. Là mình có một chiếc Oppo. Oppo ngày hôm nay là Oppo F9, máy màu tím. Máy màu tím pha với một chút màu xanh. Bình thường con này nó gọi là màu trạng vạng ấy. Để mình coi xem. Đây, Oppo F9, cấu hình của nó là RAM 4 này, bộ nhớ 64GB mọi người nhá, màn hình giọt nước. Cam trước cam sau ok hết này. Hai sim hai sóng. Bọn này pin thì khỏi phải nghĩ rồi mọi người nhá, Oppo F9. Tổng thể ở đây thì cái chỗ này thì nó hơi bị xước một tí này. Đó, hơi xước tí thôi. Còn đâu là viền viết đẹp mọi người nhá. Đó. Viền viết đẹp này. Để viết rất đẹp mọi người nhé. Đó, Oppo F9 vật này đầy đủ, cam sau cam kép này. Còn Oppo F9 này thì mình đang bán với giá là 2,1 triệu đồng nhé. Máy bảo hành cho mọi người là 3 tháng, lối 1 đổi 1, tặng sạc cáp zin đầy đủ luôn. Oppo F9 2,1 triệu này. Mọi người nếu thích dòng Oppo này thì con Oppo này cũng là một cái máy sử dụng khá là tốt, pin bền, chụp ảnh cũng như là chơi game cũng rất là mượt mà mọi người nhé. Rồi ok, sang sản phẩm rẻ hơn một chút thì mình có một chiếc Samsung A6. A600, con A6 2018. Đó, con này thì 1,1 triệu nhá. Vỏ ngoài thì nó có xước sát nhẹ bên ngoài này. Có vân tay nhá và camera sau. Vỏ là vỏ nhôm nguyên khối. Đấy, hai sim hai sóng bởi vì nó là bản công ty hai sim. Con này thì ở mặt ngoài kính thì có những cái vết nó nứt nhẹ mọi người nhá. Nó rất nứt nhẹ và nó xước. Bởi vì là mình di chuyển nhiều máy trong một thùng ấy thì nó va vào nhau nó hơi xước tẹo thôi. Còn đâu là chức năng thì bảo ok. Con này RAM 3 nhá, bộ nhớ 32GB. Nó cũng như chiếc Gear Pro vậy. Nhưng nó thiết kế mới hơn, nó đẹp hơn. Đó là màn hình nó full, nó không có nút home. Và cái vân tay đặt đằng sau mọi người nhá. Máy nguyên zin hết này. Con này bán là có 1,1 triệu thôi. Bảo hành cũng 3 tháng, tặng sạc cáp đầy đủ cho mọi người. Tiếp theo đi, thì mình có một chiếc Samsung Note 10 Lite. Note 10 Lite con này là bản công ty 2 sim, còn bảo hành từ tháng 12 2021, còn bảo hành đến cuối năm nay mọi người nhé. Đó, đằng này thì có 3 mắt camera này, mắt khá to mọi người nhé, chụp ảnh rất là nét luôn. Hình thức viền vùng này, đó, còn rất là ok. Mình đánh giá đẹp được khoảng 98%. Màn hình đẹp hầu như là không biết xước luôn. Con này thì có vân tay ở trên màn hình này và thời lượng pin là pin 5000 mAh. Cấu hình của nó đây là RAM 8, bộ nhớ 128GB luôn mọi người nhé. Nó chơi game rất là mượt luôn. Cam kiếc này, đẹp chưa? Dòng nốt mà.
Đó, cặp siêu sao cực kỳ đẹp nhá. Máy có vân tay ở trên màn hình luôn. Note 10 Lite cũng là một chiếc máy mà anh em cực kỳ yêu thích, nó là bản công ty nữa, còn bảo hành tại hãng nên là mọi người hỏng hóc gì cứ mang đi trực tiếp hãng để bảo hành thôi nhé. Cổng sạc Type C này, jack nghe 3,5 đầy đủ hết này. Note 10 Lite này thì mình bán là 6 triệu 400 nghìn đồng nhá. Máy bảo hành 8 tháng, lỗi một đổi một mọi người nhá. Sạc cáp đầy đủ luôn. Tiếp theo đi là một chiếc iPhone. iPhone thì con này là con iPhone SE mọi người nhé. Con này thì là bản quốc tế 64GB luôn, máy màu bạc này. Hình thức bên ngoài thì có xúc phẩy nhẹ này. Đó, có xúc phẩy nhẹ thôi. Còn đây là màn hình zin, min zin. Đấy, pin con này thì mình mới thay nên là pin nó 100% rồi mọi người nhé. Đây, iPhone SE này RAM cần con này thì bộ nhớ 64GB. Vân tay đầy đủ luôn mọi người nhé. iPhone SE 64GB. Đó, cặp chưa có 6 ok luôn. Con này thì mình đang bán là 1 triệu 600 nghìn đồng này, bảo hành 3 tháng, tặng sạc cáp đầy đủ luôn mọi người nhá. iPhone SE. iPhone SE cũng là một cái máy nhỏ gọn mà được rất là nhiều người yêu thích nhá, bởi vì là cấu hình nó cao mà giá nó cũng rất là ok thôi. Tiếp theo thì cũng vẫn là iPhone đi, thì là một chiếc 6 Plus này, 1 triệu tư nhá. Vỏ ngoài thì nó có những cái vết xước đây như mình quay luôn. Đó, vết xước xước ở viền là không thể tránh khỏi nhá. Con này đây nó bị nứt kính này, mọi người nhìn đường nứt kính không? Nó nứt kính. Thì mình bán là 1 triệu tư thôi. Máy này là máy 6 Plus 128GB. 128GB mọi người nhá. Đó. Vân tay vân chân đầy đủ luôn. Pin con này pin 80% này. Đó, vân tay đầy đủ luôn. Đó, cắm trước con sao nét cao mọi người nhé. 6 Plus này. Con này thì mình đang bán với giá là 1 triệu tư này. Kính nó nứt nhá. Bản lock 128GB vân tay đầy đủ. Mình đã fix anh quốc tế rồi nên là mọi người dùng như quốc tế thôi, không cần phải lắp sim nhắc gì cả. 1 triệu tư thôi, bảo hành 3 tháng, lỗi 1 đổi 1 mọi người nhé. Tiếp theo cũng là một chiếc Oppo, nhưng là Oppo F5, máy màu gold này, hình thức được khoảng 97-98 nhá. Đấy, con này RAM 4, bộ nhớ 32GB, màn thì màn cũng tràn viền thôi. Đấy, F5 này RAM 4, bộ nhớ là 32 luôn. Vân tay đằng sau lưng mọi người nha. Cam kiếc thử cho mọi người này. Bỏ này thì cũng 2 SIM 2 sóng luôn. Đó. F5 mình bán là 1350, bảo hành 3 tháng, lỗi 1 đổi 1 cho mọi người yên tâm sử dụng luôn nha. Tiếp theo là một chiếc A8 2018, con này màu gold mới nha, bản công ty 2 SIM. A8 2018 thì nó được trang bị cổng Type C rồi, jack 3,5 ở bên dưới đây, đằng sau thì có vân tay và camera sau mọi người nhá. Kính camera này thì nó có xước chút ở cạnh này. Con này thôi thì mình bán là 2 triệu tròn nhá. Đó, viền viếc thì đang còn rất là đẹp này. Viền thì gần như là keng vì nó còn cả những cái chỗ ly lông chưa bóc này. Máy là bản công ty nên là sẽ hỗ trợ 2 SIM 2 sóng. Còn bọn này thì là màn hình Super AMOLED cho cái hiển thị cực kỳ đẹp và ok, không bị ám bố nhá. Cấu hình thì RAM 3 à RAM 4 bộ nhớ 32GB thôi. RAM 4 bộ nhớ 32, nhưng mà camera rồi cái con này cực kỳ nét này, vân tay đầy đủ luôn. Cổng sạc Type C sạc nhanh mọi người nhá. A8 mình bán 2 triệu tròn này. Bảo hành vẫn là bảo hành 3 tháng nhá. Tiếp theo là một chiếc A6 Plus, máy màu tím khói. A6 Plus thì máy là một dòng sản xuất là cũng khá to. Nó được khoảng 6,2 inch này. Đấy, RAM 3 bộ nhớ 32GB, vân tay đằng sau lưng đây, cam sau là cam kép. Pin biếc bộ này dùng vẫn rất là ok và ổn này. A6 Plus này thì mình bán là 1 triệu 9 thôi, bảo hành 3 tháng, tặng sạc cáp mọi người nhé. Con nào mà mình giới thiệu nhanh quá mọi người chưa nắm được thì mọi người liên hệ với mình qua Zalo cũng như là gọi điện để mình gửi thêm ảnh chi tiết và giá cả cụ thể để làm việc với mọi người tốt hơn nhé. Tiếp theo là có một con S10 Plus 5,8 triệu, con này thì bán 5,7 triệu thôi nhé. Đằng sau lưng ba mắt camera này, lắp lưng sau thì đẹp luôn, viền viếc gần như là đẹp mọi người nhé. Đấy, viền viếc thì chả cấn gì, mỗi tội là kính thì vận chuyển thì nó bị xước răm nhiều này. Đấy, mọi người nhìn thấy vết xước răm không? Xước răm thôi chứ không bị vỡ kính mọi người nhé. Con này đang còn nguyên ở tiếng Hàn, để mình kiểm tra xem nó là RAM mấy. S10 Plus mà. RAM 8 bộ nhớ 128GB mọi người nhé. Cực kỳ khỏe luôn. Để mình tìm cho mình camera ở đâu.
Đây mày này, cam bọn này thì khỏi phải nghĩ luôn nhá. Đấy, nét càng luôn S10 Plus bản hàng một sim, mình bán là 5 triệu 8 thôi, bảo hành cho mọi người là 5 tháng lối một đối một nhá. Cuối cùng là con S9 Plus màu đen, con này thì nó bị dính keo, đây mình lau đi là sạch thôi nhá. Đấy, quay cho anh em xem luôn cận cảnh này, vỏ viết thì còn tốt này, còn rất là đẹp và ok. Mỗi tội là kính ở sườn đây thì nó bị nứt này, nứt này khi nào mọi người về mọi người thích đi ép kính lại thì ép nhá. Còn đôi màn hình nó đẹp, bọn này thì RAM 6 này, RAM 6 xem bộ nhớ bao nhiêu nhá, màn hình 2K, xem phim chơi game thì cũng cực kỳ mượt luôn. Đấy, màn hình cao hai bên này. Đó, con này là bản RAM 6 bộ nhớ 64 GB mọi người nhá. Cầm kiện nét căng bản S9 này chụp thì ảnh sướng lắm. Đó, S9 Plus mình bán con này là 3 triệu 6 mọi người nhá. Mọi người về tự ép kính sau. Mọi người cứ để vậy dùng ok, máy bao nguyên zin và nguyên nắp luôn. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Mọi người nhớ bấm đăng ký kênh, chia sẻ kênh để ủng hộ kênh của mình phát triển hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.